Dạ hello anh chị, chào mừng anh chị đã đến với kênh Xe Lướt Sài Gòn. Lại là em Tâm đây, Tâm máy xe có Tâm nha anh chị. Em Tâm quay cái clip này là nhân vô ngay cái mùng là ở dưới là 27 rồi anh chị, ở dưới là 27 rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ trong Tết thì em Tâm mới úp nha anh chị. Đó thì hiện tại là em Tâm sẽ quay cho anh chị một chiếc Túc Xin máy dầu đời 2.0 đặc biệt nha anh chị, phiên bản đặc biệt nha. Đó. Phiên bản đặc biệt xe này á là được em Tâm về lại bốn cái mâm zin rồi nè. Đó chiếc Túc Xin. Chiếc này thì biển số là Đồng Nai, biển số Đồng Nai. Xe này thì lăn bánh 35.000 cây nha anh chị, lăn bánh 35.000 cây. Và option xe này thì cho phép em Tâm xin bỏ qua nha. Tại hôm trước em Tâm có lái thử cái chiếc này á, em Tâm có quay cái option xe rồi. Đó, xe thì chất xe như xe mới vậy anh chị. Cốp thì mở điện nè. À, để em mở điện nha anh chị coi. Cốp thì mở điện, à mở dưới đây chứ. Đó. Và em Tâm đánh giá về cái xe này, thứ nhất á, là vận hành khá là êm ái, và cái thứ hai á, là cái khoang xe khá là rộng rãi luôn anh chị. Tại vì nó là xe 5 chỗ, nó là xe 5 chỗ nhưng mà chiều dài tổng thể của nó là tới 4m8 lên anh chị, bằng tất cả các chiếc SUV cộng 2, 5 cộng 2 hiện tại ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình. À, còn keo chỉ thì em Tâm cam kết với anh chị là nguyên zin nha, nguyên zin. Đó, keo chỉ nguyên zin. Xe này là từ mà nếu mà lấy trong hãng là ngày xưa mà lúc mà khách hàng không muốn lấy liền là gắn phụ kiện tầm khoảng 100 triệu á, cộng phụ kiện 100 triệu. Mà bây giờ là bên em Tâm là đang có một chiếc siêu lướt có liền nè. Xe này thì chất xe như xe mới vậy anh chị. Đó, ghế da của hãng nè anh chị, ghế da của hãng nha. Đó, cái phần cần số nè anh chị là họ họ chỉ là sử dụng bằng nút bấm thôi, nên ra nhìn nó rất là thông thoáng luôn nha, rất là thông thoáng luôn. Nó sẽ giống như là Santa Fe vậy, người Anh Santa Fe của nó. Đây màn hình nè anh chị, à, xe Odo 35.000 cây nè. Đó, còn về máy móc thì em Tâm cam kết với anh chị là máy móc nguyên zin, à, không đâm đụng, không ngập nước, pháp lý chuẩn và km chuẩn luôn. Rồi Hyundai Tucson 2.0 máy dầu đặc biệt, hiện tại bên em Tâm đang bán là 990 triệu á, vẫn còn thương lượng cho anh chị khi anh chị lên coi xe luôn. À, rồi cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe.